Preview. Chào mừng các bạn trở lại với channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay cell pin của Mavic Mini. Trong trường hợp khi chúng ta bị chai thì chúng ta có thể sử dụng cách này để thay cell pin. Nó sẽ tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Nhưng mà lưu ý các bạn phải chọn đúng cell pin có chất lượng cao nha. Các bạn mua nhầm những cell pin nhái, cell pin rẻ tiền thì nó sẽ rất nguy hiểm. Ngoài việc mà thời lượng bay nó sẽ rất thấp là chắc chắn sụp áp đột ngột, hoặc tệ hơn nữa nó có thể gây ra cháy nổ nếu mà mua phải những cái cell pin chất lượng thấp, rẻ tiền, cell pin nhái. Đầu tiên thì các bạn nên tìm đến những cơ sở uy tín. Thứ hai nữa là các bạn kiểm tra lại cell pin bằng những cái bộ test dung lượng, kiểm tra nội trở như thế này. Mình đã làm clip review chi tiết về cái bộ sạc, các khả năng kiểm tra dung lượng và test nội trở tự động, giá cũng rất là rẻ thôi. Sau khi kiểm tra thấy pin đã tốt rồi thì chúng ta sẽ tiến hành thay cell pin. Chúng ta sẽ tiến hành tháo bỏ cell pin cũ ra. Với mình thì mình sẽ khui phần trên để lộ hai phần cực ra, sau đó mình sẽ hút hết chì hàng cũ. Và tiến hành rút cell pin, như ở tới bước này chúng ta vẫn chưa thể rút được cell pin, bởi vì phần phía dưới của hai cell pin này và cạnh của cell pin được đổ keo rất nhiều, do đó thì chúng ta tới bước này vẫn không thể nào rút cell pin ra được đâu. Có hai cách, nếu như các bạn muốn giữ cái vỏ lại thì các bạn sẽ dùng máy khò với nhiệt độ cũng khá cao đó để chảy keo ra, sau đó thì chúng ta sẽ rút cell pin ra được. Còn trường hợp này mình không muốn khò nhiệt độ cao như vậy thì mình sẽ cắt phần vỏ này đi, mình sẽ cắt hai đường. Ok, sau đó thì mình đã rút được cái mạch ở đây. Việc thay cell pin cho Mavic Mini khá dễ, bởi vì ở thời điểm hiện tại pin của Mavic Mini không có cơ chế khóa mạch. Đối với loại pin từ Mavic Pro trở lên thì khi chúng ta rút cell như này mất nguồn thì nó lập tức khóa mạch ngay. Đối với những loại pin đó, một là chúng ta phải mắc thêm một nguồn nuôi vào, hoặc là chúng ta mắc nối truyền qua như thế này. Giai đoạn này chúng ta sẽ nối vào cực mắc nối tiếp của hai cell pin. Hai cell pin này chúng ta sẽ mắc nối tiếp cực âm và cực dương, và cực dương và cực âm. Sau đó thì ở trên mạch này chúng ta sẽ nối dây đỏ này vào đầu nối của hai cell pin này. Đây là nhiệt trở, nó sẽ giúp xác định nhiệt độ của pin. Ok, đầu tiên thì mình sẽ hàn hai cell pin này lại. Máy hàn cell pin tự chế này rất là rẻ, mình cũng đã làm một clip review, các bạn có thể xem dưới phần description. Mình thấy với nhu cầu sử dụng không quá nhiều thì việc đầu tư cái máy hàn cell mini này cũng rất là ổn, bởi vì thấy khá rẻ và nó hoạt động rất ổn. Nếu mà không có máy hàn cell pin này, chúng ta dùng nó hàn thì nó sẽ rất là hại cell pin, bởi vì nó gây nóng. Còn với cái máy hàn cell pin này thì hoàn toàn không có hiện tượng là nóng làm hại cell pin. Mavic Mini sử dụng pin 18650 của Samsung, 2500 mAh, dòng xả 20A. Cell pin Samsung này thì cũng rất là phổ biến, nó khoảng trăm mấy ngàn thôi. Nhưng mà quan trọng là chúng ta mua được cell pin tốt hay không, hay mà nhầm phải cell pin nhái. Rồi mình sẽ bật máy hàn cell pin lên. Chúng ta sẽ chỉnh hiệu điện thế phù hợp ở đây. Chúng ta sẽ nhấn xuống sao cho hai cái kim hàn được đều nhau, một bên cao một bên thấp thì nó sẽ bị nẹt lửa, mối hàn không đẹp nha. Nếu các bạn mua máy hàn cell pin loại có đầu cân lực thì nó sẽ dễ hàn hơn. Chúng ta nhấn vào và nhả ra. Phía trên này là chân kim hàn nó không đều nè, nó gây cháy, bạn thấy không, và nó không dính vào được. Còn phía dưới đây thì hai cái kim hàn nó tiếp xúc đều thì cái mối hàn nó sẽ không bị cháy ra và nó sẽ rất chắc luôn nè các bạn đó. Ok, cực dương của cell pin này chúng ta sẽ nối với cực âm của cell pin này. Thêm mối hàn như vậy là đạt nè. Còn bên đây nó bị cháy nè. Khi hai kim hàn tiếp xúc sát thì nó sẽ ra được cái mối hàn như thế này. Rất là đẹp. Đó, mình thấy mối hàn rất là đẹp, rất là ổn luôn nè. Bây giờ chúng ta sẽ hàn hai cực để nó nối lên trên mạch này. Mình sẽ dùng cái kẽm hàn này.
nó sẽ vừa vào đây luôn nè. Cực này thì mình sẽ nối lên trên. Các bạn chú ý hàng cho đúng cực nha. Đây chúng ta sẽ có dấu trừ nhỏ bên trái nè. Còn đây có dấu cộng nè. Đây, chúng ta phải hàng cho đúng cực. Đối với pin cực phẳng này cực âm nè. Còn cực có lỗi bên trong là cực dương. Đây, chúng ta sẽ lắp cho đúng. Đây cực âm, đây cực dương. Lưu ý các bạn phải hạn chế tối đa làm nóng cái mạch, thao tác lâu quá nó cũng làm hại cái mạch. Rồi đây cực âm và cực âm của cái mạch. Cực dương và cực dương của mạch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt cho nó vừa lại. Ok, bây giờ chúng ta sẽ hàng chỉ lên. Rồi bây giờ chúng ta chỉ việc hàng gì đó vào hai cực dưới thôi. Rồi vậy là xong, rất là chắc chắn. Mình sẽ dán dây keo này lại. Sẽ rồi dán nhãn trở lại đây. Hoàn chỉnh. Các bạn có thể đo lại hiệu điện thế để xem cho nó giống với hiệu điện thế của pin zin hay không. Ok, sạc thành công nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn vào máy thử nè. Máy bay hoạt động bình thường ha. Ok, chúc các bạn thành công. Nếu thấy clip kết, các bạn quên like, đúng tinh thần, share bạn bè và có thể subscribe channel của mình. Thật sự đó động lực rất lớn để mình thực hiện clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Preview.